Kính thưa tất cả các anh các chị, hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2017, ngày 10 tháng 7 là một ngày có lẽ đặc biệt với anh em chúng tôi. Cũng ngày này cách đây 40 năm, anh em chúng tôi vượt qua 18 đôi mươi đã xếp lại bước chân tạm biệt quê hương, tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt gia đình và bà con làng xóm đã dẫn đưa chúng tôi lên đường nhập ngũ. Có lẽ đây là một ngày đã đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Và thời gian thì cứ lặng lẽ thôi, chúng tôi cứ ngỡ như mới đâu đây thôi. Vậy mà có nhiều lúc đã giật mình nhìn thấy các con, các cháu, chúng nó đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và trưởng thành hết rồi. Thì mới biết rằng mình đã trên dưới 60 rồi, không còn trẻ nữa. Vâng, kính thưa các anh, các chị, hai tiểu đoàn 977 đặt chân xuống khu bảo tồn này lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 1977. Hiện giờ chỉ còn lại ở đây có 7 người. Cho dù cuộc sống có đổi thay, sự đời có nhiều biến chuyển, nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ với cái rét cuốt căm căm, với mũi rừng và những cơn sốt rét ác tính, tưởng như đã cận kề cái chết trên mảnh đất này, không bao giờ chúng tôi quên được. Và cũng vì thế mà năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 10 tháng 7 là chúng tôi lại đi tìm nhau để được nắm lấy tay nhau, nhìn thấy nhau và được nằm bên cạnh nhau, ôm nhau mà nhắc lại những kỷ niệm buồn vui của một thời cai trẻ. Về chung vui với chúng tôi hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với anh em đồng đội. Đại tá Vũ Văn Duân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu Đại úy Hoàng Ngọc Viên, nguyên trưởng ban chính trị Trung đoàn 701. Tôi xin trân trọng giới thiệu Đại úy Lê Quý Ký, nguyên giám đốc nông trường Đắc Uy 2. Tôi xin trân trọng giới thiệu Đại úy Phạm Văn Trúc, nguyên giám đốc nông trường Đắc Uy 3. Tôi xin trân trọng giới thiệu Đại úy Trung úy Nguyễn Văn Hạc, trưởng phòng tài vụ của nông trường Đắc Uy 4. Tôi xin trân trọng giới thiệu Đại úy Nguyễn Văn Sơn, nguyên trưởng phòng tuyên huấn của Trung đoàn 701. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Văn Sớm, giám đốc nông trường Đắc Uy 2. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Thất Nguyên, giám đốc công ty cà phê Đắc Uy 1. Tôi xin trân trọng giới thiệu Đại úy Hồ Hồng Long, nguyên phó ban cán bộ Trung đoàn 701. Thời gian cứ lặng lẽ thôi, mới đó mà đồng đội tôi đã có người chạm tới mốc 60 rồi. Thời gian như bóng câu cửa sổ, còn nhớ ngày nào với bao nhiêu gian khổ tại trường huấn luyện bộ binh An Sơn, Phú Tài. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 862 đã lên đường nhận nhiệm vụ cuối tháng 11 năm 1977. Rồi trường huấn luyện An Sơn lúc nửa đêm, hai tiểu đoàn đã lên đường với hơn 20 xe chở quân. Khi xây dựng lại tại mảnh đất Đắc Uy này thì cũng vừa đúng lúc nửa đêm. Mảnh đất này lúc đó có tên là Võ Định, hoàn toàn không có một ngôi nhà nào, một người dân nào, chỉ có hoa dã quỳ nở vàng rực. Mới đó mà cũng đã 40 năm rồi. Ta lại về đây nơi nắng gió, ta lại về nơi nắng gió nơi đây, Hà Mòn Đắc Uy hoa giả quỳ vàng rực, đồng lúa mênh mông chạy dài tít tắt, vườn cà phê tiểu quả ngon tươi. Vẫn còn đây những tên đất tên người, bao kỷ niệm một thời ta đã sống. Ngày ấy chiến tranh vừa mới đi qua, cánh đồng dù vẫn còn nóng bỏng, những người lính nghĩa bình đã gieo hạt mầm xanh. Có ai ngờ hôm nay những đồi tranh bạc ngàn của Đắc Uy đã trở thành thị trấn, đang chào đón các anh về để chia sẻ niềm vui. 40 năm nhìn lại Đắc Uy, anh lính ngày xưa tìm về nơi ký ức của tuổi đôi 18 đôi mươi. Những cái tên vẫn còn đây, Hà Mòn, Đắc Tô, Tân Cảnh, Đắc La, Đắc Uy, Võ Định, những người lính tay không cầm súng mà cầm dao cầm cuốc để xây nên con đập mùa xuân. Những con đường đất đỏ bao la nên rẫy cà phê, hoa nở trắng trời, quả đỏ màu tươi rói, còn nhớ bao nhiêu buồn vui gian khổ đói no và những đêm lạnh giá đến tê người không ngủ được. 40 năm cho một ngày trở lại, đồng đội tôi đang ngơ ngác tìm lại những con đường, ôi mảnh đất và những con đã gieo xuống mầm yêu thương. Ngày ấy các anh về ngổn ngang quân cày đạn sới,
Ta còn nhớ thương hồi gọi những cơn sóng rét rừng ác tính dữ dội, tưởng như cuộc đời đã dừng lại ở đây. Ngày ấy buôn làng chưa có những vườn cây, ngày ấy các anh về đây gieo lúa trồng ngô xây hồ đắp đập, sang ruộng đồi cao đồi thấp cho hồ vàng trải rộng đến chân mây. Ngày ấy các anh về đây mở đất trồng cây cho đồi ngon phủ đầy cây trái, cho hôm nay và cho mãi mãi những vườn cà phê chịu nặng ân tình. Bao nhiêu đồng đội quanh mình, bao nhiêu con cháu trưởng thành nơi đây, nâng ly lên cho ta xây, xây tình, xây nghĩa, xây hồn núi sông. Trời mênh mông, đất mênh mông, nắng lên đỉnh núi bồng bình mây trôi, đất uy nay đã đổi đời, thân thương mảnh đất tình người thủy chung. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị và các đồng đội của tôi. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính giới thiệu bác Hoàng Ngọc Duyên, nguyên thủ trưởng trung đoàn 701 lên phát biểu. Đây là cũng có những đồng chí là không cho điều kiện không thể lên được, và cũng có thể tăng ở phố bắc, nhưng mà hôm nay gặp mặt đây là một vấn đề vui vẻ, cũng đồng thời kỷ niệm 40 năm. Thế thì được cho phép, được sự cho phép của các đồng chí trong ban liên lạc của cái hội đồng ngũ, thì tôi có phát biểu một vài cái cảm tưởng nhé. Tức là như đồng chí Trung đã nói cái bài rất đầy đủ, nhưng mà tôi thì bây giờ tuổi cũng lớn, năm nay là 76 tuổi rồi, về hưu là năm nay là cũng 32 năm. Lúc thời điểm về hưu là cán bộ là trung đoàn phó phụ trách vị trí thì làm bí thư đảng ủy, còn cấp bậc thì nhỏ lắm. Nhưng mà tôi có một cái vài cái cảm tưởng này. Hôm nay á là tôi rất là cảm động và cảm ơn các đồng chí trong ban liên lạc có sự quan tâm đến cá nhân và quan tâm các đồng chí lãnh đạo ở các thời kỳ về đây để gặp mặt, cùng tham dự buổi liên hoan thân mật, gặp các đồng chí đại động là chưa đủ. Nhưng mà thấy là các đồng chí là ở các cái lĩnh vực khác nhau, người thì đang công tác, người đang nghỉ hưu và người về quê là địa phương ở các lĩnh vực, nhưng nói chung các buổi hôm nay tức là hôm nay thì là một điều rất mừng và chúng ta đều khỏe mạnh. Và nói chung là các gặp các đồng chí cán bộ ở các cái thời kỳ thì tôi đã có cái điều gì á, bởi vì tôi làm các người chính đi, nhưng mà lâu lắm là bỏ nó cũ rồi, cho nên là bây giờ cái nói năng đem việc là một số đồng chí thì đang làm giám đốc và tôi về hướng thời quân đội. Thì tôi xin cảm ơn các đồng chí và chúc các đồng chí làm ăn khỏe, xây dựng gia đình và cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn. Về dự buổi họp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời Đại tá Vũ Văn Xuân, Hội cựu chiến binh huyện Đắc Hà có đôi lời phát biểu với buổi họp hôm nay. Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo của công ty nông trường 701, kính thưa toàn bộ các anh em và gia đình thân nhân của các đồng chí quân nhân nhập ngũ năm 1977 ở tỉnh Nghĩa Bình. Vừa rồi em Trung anh ấy có một cái bài phát biểu rất là đầy đủ, bác đại diện cho nông trường 701 đã phát biểu. Hôm nay tôi về đây với tư cách là khách mời của anh Liên, là cái quân nhân của nông trường 701 có mời tôi đến đây dự. Thì về đây dự thì cũng rất là xúc động, là những thế hệ tôi thì nhập ngũ năm 1980 cũng vừa mới được đảng và nhà nước cho về nghỉ hưu, cũng tham gia cái hội cựu chiến binh của huyện Bắc Hà cũng mới đây cách đây khoảng 2 tháng thôi, là cũng rất xúc động
là về đây được gặp mặt tất cả các anh, các bậc lãnh đạo của các đơn vị đứng chân trên địa bàn của huyện Đắc Hà, rồi các anh là cựu quân nhân của nghĩa Bình nhập ngũ năm 1977 và thân nhân. Thì báo cáo với tất cả các chú, các anh, các chị và các cháu, thì hiện nay cựu chiến binh thì cũng có một cái tổ chức rất là vững mạnh từ trung ương cho đến địa phương, và cái hội cựu quân nhân là một trong những cái tổ chức mà của cựu chiến binh của cả nước đang hướng vào để xây dựng các cái hội cựu quân nhân. Đây có lẽ cũng là một cái mô hình của các hội cựu quân nhân của huyện Đắc Hà chúng ta. Tôi thấy là hàng năm tâm duy trì như này là rất là có ý nghĩa. Ý nghĩa ở cái chỗ tức là ta đã rời quân ngũ rồi, nhưng ta vẫn nhớ về những năm tháng hào hùng, nhớ về những năm tháng gian khổ hy sinh, tụ hội nhau về đây để ôn lại về truyền thống, ôn lại về những chặng đường khó khăn gian khổ và những vui buồn trong cuộc sống đã qua, và bồi dưỡng cho các cái thế hệ con cháu sau này biết được đây là những cái mảnh đất mà cha ông của chúng ta đã về công xây dựng rất là nhiều công sức để xây dựng cho đến ngày hôm nay mới có được cái mảnh đất rất là giàu và đẹp thế này. Rất là to lớn của các đồng chí, của các thế hệ, các đồng chí lãnh đạo, rồi thế hệ cán bộ chiến sĩ của các cái đơn vị về đây xây dựng nên cái mảnh đất Đắc Hà. Chúng tôi rất là trân trọng những tình cảm và trân trọng ghi nhớ những cái công lao to lớn của tất cả các đồng chí qua các thế hệ đã xây dựng nên cái mảnh đất cố định ngày xưa, và nay là cái huyện Đắc Hà là một cái đơn vị được nhà nước là phong tặng danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới. Đó là cái kết quả của cả một cái quá trình phấn đấu của đảng bộ, nhân dân, quân và dân của huyện Đắc Hà, trong đó những đồng chí là cựu quân nhân của huyện Đinh đến đây là năm 1977, một trong những cái lực lượng là làm nên những cái thành quả của cái huyện Đắc Hà của chúng ta ngày nay. Về lĩnh vực của hội ấy, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng tất cả các đồng chí trong nhập ngũ năm 1977 về đây ấy, đều là hội viên của hội cựu chiến binh, là những hội viên gương mẫu của hội cựu chiến binh Đắc Hà, và là những người ấy, là đã và đang tham gia vào một cái nhiệm vụ chính trị của hội cựu chiến binh, đó là giúp nhau làm kinh tế, làm giàu để xây dựng gia đình, xây dựng quê hương Đắc Hà của chúng ta ngày càng đổi mới và phát triển. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí cựu lãnh đạo, các đồng chí hiện đang là lãnh đạo của các đơn vị đứng chân trên địa bàn Đắc Hà, sức khỏe, hạnh phúc, và chúc toàn thể chúng ta có một cuộc vui trọn vẹn trong ngày hôm nay, và nhớ mãi về những kỷ niệm năm xưa của tất cả các đồng chí trên của Bình Định đã lên xây dựng cái mảnh đất Đắc Hà này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, về dự cái buổi họp mặt ngày hôm nay, hội đồng ngũ năm 1977 rất vinh dự được đón tiếp bác Nguyễn Tất Bần, và sau đây xin trân trọng kính mời bác Nguyễn Tất Bần lên có đôi lời phát biểu với buổi họp mặt ngày hôm nay. Trước hết xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã có nhã ý mời tôi, và trước hết là thưa toàn thể các anh các chị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của khu vực Đắc Huy còn sống ở trên địa bàn đến giờ này, và nói với đồng chí đại tá nguyên là huyện đội trưởng huyện Đắc Hà đã nghỉ hưu, thì tôi cũng rất xúc động
rất xúc động. Nói mà nói tí nữa là nước mắt trào ra đi. Không. Còn 7 đồng chí ở đây, nhưng tổ chức một cái bữa như thế này, đông vui như thế này, các đồng chí ở dưới quê lên thì chắc cũng dăm ba, như tôi vừa biết là 8 đồng chí. Có đồng chí Xuân, đồng chí Vinh, có đồng chí mà hồi xưa còn trẻ măng, bây giờ tóc đã bạc rồi, đúng không? Nhưng ở cái đất Hà này thì nhiều lần tôi được dư, và tôi nói đồng chí Trung và đồng chí Ngà là phải duy trì. Tôi hiện nay đang duy trì lắm thứ lắm. Mà nhất là 734 ngày xưa mà tôi phát biểu lần đầu tiên, thủ trưởng bạn còn tôi bảo chúng ta nhớ chúng ta thôi, để cho con cháu chúng ta nhớ chúng ta thôi, chứ còn thiên hạ không ai người ta nhớ chúng ta nữa đâu. Cho nên là rất xúc động về cái điều đó. Cho nên hôm nay là rất vinh dự được đồng chí với mời đến dự, thì cũng không có gì mà nói cả, chỉ biết là xúc động thôi. Thế nhưng mà trước khi đi thì nghĩ là có mấy đồng chí ở quê lên, bởi vì bây giờ 7 đồng chí còn lại có gia đình vợ con ở đây thì chắc cũng không thừa tiền và cũng không thiếu tiền. Thế nhưng mà các đồng chí đi quê lên thì cũng chẳng thiếu, đúng không? Nhưng mà tôi với chị Minh có mua mấy cân cà phê lên là gửi các đồng chí về quê uống thử. Các đồng chí uống thử thôi, chứ các đồng chí uống một hai bữa rồi hết thì lấy đâu ra mà uống, đúng không? Nhưng mà cà phê đắt hàng. Cho nên là chúng tôi đã đồng chí Trung bên thùng với nào đây, cái mình làm cái ảnh cái kỷ niệm thế nào rồi nào. Mời đồng chí Xuân và đồng chí Vinh lên đây chụp ảnh tôi cái thế nào rồi nào, cho nên Vinh cũng được, Vinh nào cũng được hết đấy. Thì đồng chí về nhà pha mời đồng đội, những ai không lên được đây là ở dưới quê là coi như là uống cái kỷ niệm đấy. Thế còn bây giờ thì xin cảm ơn đến với Lào Kèo hát, thì bây giờ chưa hát còn cái lá hát bài. Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ, nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim, là trái tim yêu thương. Anh vừa hình quân máu đang dài trên đỉnh, quay hồi đêm trăm đêm chẳng nghe tiếng pháo đài. Ơi sao đưa mắt em trong những đêm không ngủ, sao anh em vẫn mở cho ánh sao bay cao. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài quá, thời gian trong cái chờ đốt cháy ngời tình yêu. Coi lên trời cao nắng đau đầu dần đi, thực rằng dưới lòng tôi em cũng là chiến sĩ. Cũng bước đầu cuộc đời dành tương lai, ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu, vai bên vai nhau những đêm ngày chiến đấu, một ngày đoàn chiến đấu anh với em sẽ vẫn là đồng hành. Cho con cháu chúng ta sinh sống tại đất Hà này để phát triển kinh tế được tốt hơn. Kính thưa quý vị đại biểu, các anh các chị, trong buổi gặp mặt ngày hôm nay thì các anh em hội đồng ngũ cũng được vinh dự đón tiếp bác Phạm Văn Trúc. Sau đây xin trân trọng kính mời bác Phạm Văn Trúc lên có lời phát biểu ạ. Chân thành cảm ơn, kính chào sức khỏe toàn thể khách cũng như là để các anh các chị thân nhân của các gia đình quân nhân còn có mặt ở Đắk Hà hôm nay. Tôi thì tên thì mọi người biết rồi, nhưng mà là Phạm Văn Trúc. Cái thời mà các đồng chí lên đây thì tôi cùng với các đồng chí là chia nhau từ con cá khô, thì
nói tóm lại là cái công tác hậu cần đến hôm nay thì đã 40 năm rồi. Chúng tôi được biết là những số anh em của nghĩa tình người đó, và hiện nay như anh Trung Vân đã nói là còn lại 7 đồng chí hiện nay còn bám trụ ở cái đất hàng này. Chúng tôi cũng biết là hàng năm các đồng chí thường tổ chức những ngày kỷ niệm, nhưng mà lần này là cái lần mà có thể nói là 40 năm. 40 năm cũng là 2/3 cuộc đời của mỗi con người rồi. Các đồng chí tổ chức gặp mặt như thế này mà có nhã ý mời đến anh em chúng tôi. Về phía lãnh đạo ngày xưa thì bác Duyên đã phát biểu rồi. Thì sáng nay cũng gặp các đồng chí trong ban liên lạc. Nói là ban liên lạc nhưng mà bây giờ còn có 7 người thôi. Nhưng mà không dám góp ý nhưng mà sẽ kể ra. Hôm nay các chí nên thống kê lại một số cái việc. Đặc biệt là 7 quân nhân còn lại đây thì bao giờ 7 người ấy bây giờ lấy vợ quê ở đâu, để gia đình các đồng chí hiện nay như nào. Anh nào bao nhiêu con, anh nào bao nhiêu con, để mai mốt con cháu chúng ta mới gặp nhau và kia có thể nhận được nhau. Thế thì tôi cũng chẳng biết phát biểu gì nào. Và hát thì tôi hát đến chiều, nhưng mà bây giờ là để dành cho chúng nữa thì đã được một lần nữa xin cảm ơn các đồng chí và xin chúc sức khỏe mọi người chúng ta mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, trong buổi họp mặt ngày hôm nay thì anh em hội đồng ngũ cũng được vinh dự đón tiếp anh Vũ Thành Huyền, giám đốc nông trường S1. Sau đây xin trân trọng kính mời anh Vũ Thành Huyền lên có đôi lời phát biểu. Kính chào các bác, các chú, các anh, các chị cùng tất cả các cháu có mặt trong những buổi gặp mặt hôm nay. Trước và cũng xin kính thưa với tất cả các anh, bộ đội nhập ngũ ngày 10 tháng 7 năm 1977 đến nay là tròn, đến ngày nay cũng là tròn 40 năm. Có thể nói rằng là các anh bộ đội như bây giờ có thể gọi là các ông rồi, nghe thấy mái đầu của ba dâm tóc bạc ấy. Được các anh nhắn mời về đây thì cũng không biết nói gì hơn, chứ rất là trân trọng cái tình cảm của các anh đã tổ chức để gặp mặt, để giao lưu. Và không những là đồng đội của các anh mà lại còn là cả anh em chúng tôi cũng được gặp mặt với chúng tôi thế này. Xin chân thành cảm ơn và không biết nói gì hơn. Chúc cho một buổi giao lưu hôm nay thật là hạnh phúc, thật vui vẻ. Và một lần nữa, với tinh thần đúng là bộ đội Cụ Hồ ở chỗ nào cũng chiến đấu, cũng chiến thắng. Và cuộc vui hôm nay càng chiến đấu càng chiến thắng. Xin cảm ơn. Kính thưa tất cả các thủ trưởng, tất cả các anh các chị và các đồng đội anh em, vừa qua các thủ trưởng và coi như các anh đã có những lời phát biểu trong cái ngày kỷ niệm hôm nay, thực lòng anh em đồng ngũ năm 1977 của chúng tôi cảm thấy rất xúc động, vì là 40 năm rồi những người còn lại đây trong tấm lòng bao giờ cũng là coi như nhớ các tự các anh rất nhiều, các anh đã nhiều giúp chúng tôi cho được cho đến ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin phép được thay mặt cho tất cả anh em đồng đội 77 xin chân thành cảm ơn các thủ trưởng, tất cả các anh đã về chung vui với anh em chúng tôi hôm nay. Xin chúc tất cả các anh, các anh chị cùng gia đình và luôn luôn hạnh phúc và coi như thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Điều có cái là bây giờ thì không còn trẻ nữa,
Nhưng mà nếu thấy là có các anh, các đồng chí mà nhắc lại hồi xưa thì tôi vẫn nhớ, có nghĩa là hồi đó bánh mì á. Thì thực ra bây giờ, nếu mà bây giờ mà cho tôi ăn thì tôi ăn được rồi. Hồi đó cũng gọi là bất nhân lịch sử rồi. Nhưng mà thực ra mà nói cũng có những động lực để cho chúng tôi hoàn thành cái vụ và làm cái trách nhiệm của mình. Và tôi chúc là chúc sức khỏe toàn bộ các quý khách đây, các anh các chị cùng các cháu, và cũng có cái lời mời nếu có dịp nào nhằm ngày 10 tháng 7 bất cứ năm nào, xin mời về quê chúng tôi ở Tân Quang và Như Bình Định để chúng tôi được tiếp đón. Thứ hai là xin chúc tất cả các anh các chị cùng gia đình được vui vẻ hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, buổi trao đổi tọa đàm chương trình 1 đã kết thúc. Tiếp theo chương trình 2 thì trước hết là xin mời quý vị đại biểu, xin mời quý vị các đồng chí và quan khách ta nâng ly chúc mừng buổi hội ngộ sau 40 năm hôm nay. Oh,
bài tư. Thế nhưng mà đặc biệt của tôi là lấy bài bài. Một người cháu lấy mơ cùng vườn cùng lấy bài bài. Một đứa con cùng lấy quê ở Hoài Ân, Bình Định. Đó là niềm hạnh phúc của gia đình tôi. Cho nên là hôm nay tôi xin hát bài Đi tìm câu hát lý thương nhau của nhạc sĩ Vĩnh Nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.